Sản phẩm gì thì? Được rồi, chỉ vâng. Thôi, có. Bắt buộc quyền lợi. Nhưng mà vâng. Em là đúng nào cũng ít được một tháng 10 phút thì em thì em được rồi. Đúng rồi. Một tiếng của em thì em cũng đúng rồi. Dạ vâng đúng rồi. Đúng rồi, cái gì nó cũng phải có. Đúng không? Ngoài cái kiểu ý xí. Ờ. Em ạ, ý xí thì em có thể không nói. Ừ. Em ạ. Phải lăn tăn gì mà khô ráo, không có mưa gió gì cả. Không lăn tăn. Đúng rồi. Chính là chẳng kiểu đấy. Thực ra nó chẳng dầu nghèo như thế này. Đúng rồi, mình chẳng có một sức sói. Nhưng mà rất rõ ràng. Ôi, người, có không thừa em phải mang trả. Phải đi, cái quen rồi. Cái khối đâu mẹ của bác anh nhớ. Cái này cái công 21 khối. 21 khối của bác ông nữa. Vẫn còn hạt thế này. Này thế là sao đây? Cái công này luôn à? Cái này không? Cái này là công. Quay kia đi. Lên thử quay ngang xem nào. Quay ngang quay 21 khối. 21 khối cơ. Sao vậy? 21 khối. Bác ông này là 11. Ông này là 11. Các bạn có 11. Còn một ông nhá, ngày mai đọc tiếp. À mai à? Vâng. Mai còn bao nhiêu khối? Mấy khối đã còn xe này nữa. À thế mai anh lấy tiếp. Cũng ở PS hả chị? Cũng là một mình anh. Mai anh chạy được mà. Thì cũng đầu giờ chiều trả thôi. Thùng nó to này mà không đếm được nữa thì thôi. Hồi xưa 4.500 kiện đấy, cái 4.500 kiện đấy. Cái hàng KD. Em cái hàng KD và hàng thời trang. Đứa anh ơi, nhà ô mình đếm người rồi mình mệt mệt mong anh nhỉ. Vâng. Ông làm 2 năm đây. Cái đấy là 7.500. Ừ 7.500. Làm mà làm 2 năm thế. Bạn nhà phải cho tay nhau bằng mít. Hôm đấy bơm cho bọn anh 2-3 củ mà nhất định không ở lại. À, anh Trường hôm đấy bơm cho anh 2-3 củ ngon thế mà không ở lại. Bốn củ đấy. À bốn củ. Ông cảm thích đắng mà mình có việc mình phải về đấy. Hôm nay thì nó muốn xuống xe hàng để nó lấy xe nó mai đi lấy hàng khác. Đúng rồi. Vừa thoải mái mà. Không biết nó vào hôm 27 Tết. Sáng Tết. 27, 28 sáng xong. Của tạm được tặng. Hôm đấy đâu. À chú cái hôm ấy là vui rồi. Không có việc gì khó. Không có tiền. Không có việc gì khó. Em chưa chứng kiến nên làm những cái nhiệm vụ. Thế là cho được hàng không? Ở đâu cái này là cái nhát chứ. Đúng rồi. Mà công này nó có 20 khối thôi gì? 21 khối vòng. Có gì thế vừa? Vừa thôi. Anh thu vào 20 bên truyền lên là vừa. Còn cứ thử đứng một bên dưới là ấy. Đưa đứng. Sao lại 60? Em tính nhiều gì? Đây này đứng lên trên đây. Có cho hàng thiếu mà thiếu có mấy. Vừa vừa ấy nhở? Vừa anh mình vẫn ở trên rồi, đúng không?
bốn hạng hai được ba. Rồi. Hạng hai mà nó được toàn như là hạng minh nhanh thì bốn mồm mới nó. Này anh bỏ nó ra có 8 cân 10 cân đúng không? Này 10 cân như này mà bỏ hàng cái cảnh 30 cân đúng không? Bắt bớt mồm đi. Anh chạy cho anh Sơn đúng không? 3 cái hai kia là được. Anh nhâm viên. Đúng không? Bắt anh nhâm viên. 4 cái là hết. Rồi là 3 cân. Hai nhầm anh ơi. À cái kia nó ấy mà. Đúng rồi, hai rộng hàng ngang. 2 4 5 5 4 20. 20 cộng với cả ấy. 40 50 35 40 với cả 55. Cái đấy là 40. 40 với 15 là đi 55. Vâng. 55 đấy là 55 viên. Hàng 2 là ô cái kia xếp được hàng 3 à anh Quốc ạ? Năm viên. Trong anh ba. Hai sáu hàng, hai con hai. Sáu hàng là hết thôi. Bốn hàng ba lớp. À cái này còn hai hàng rưỡi là hết rồi. Hai hàng rộng với là ba hàng ngang. Đúng rồi. Tính như 55 viên rồi. 55 viên. Nếu mà không tin tưởng nữa lấy cái ghế đứng lên trên xem biết ngay cái gì đâu mà. Hai hàng dọc này là có đủ. Bốn hàng này được 110. Bốn hàng 80 viên. Hết rồi, còn hai hàng nữa hết rồi. Bốn hàng 80 viên. Tất cả nếu một xe bằng cái xe này nữa. Chờ một xe ngày mai nữa là xong. Thật gọi lên mất công chứ làm nào. Xong gọi lên chờ luôn đi làm thế. Để mai không được làm. Mai có hàng suất không ạ chị Liên? Mai có nhận. À, mai nhập thôi chị. Mai nhập 60 khối. 60 khối liền không? Nhiều thế. 80 khối liền. Trời. Ngày kia đóng, ngày kia nhập 70 khối và đóng 1 công. Ui. 70 khối đóng 1 công á. Bảy vừa nhập vừa đóng. Vừa nhận vào kho 70 khối mới đóng 1 công. À. Ngày kia là cũng lặng đấy nhở? Ngày kia ngày 22 cũng thế. À. Có việc làm. Gì á? Cái gì? Hàng về thì mới nhiều. Hàng đi Đà Nẵng rồi. À, công ty có mấy người thế? Có 5 người anh ạ. Vâng, 5 6 người cả lãnh đạo đây như là 6 rồi. Vâng. Đóng đẹp quá nhỉ, khít khít. Đóng quá đẹp. Không đẹp như thế à? Không đẹp thế nào? Đóng không đẹp á, đóng này đẹp mà. Vuông hình sắc cạnh kìa. Cái này nó lấy càng lên hình kìa. Người phối thoải mái. Hôm nay cái này được rồi. Em chỉ đến chỗ cái mặt này thôi. Thì mới đếm được. Anh cái này là 4 lớp. 3 4 20. Anh hay gọi số nhưng anh cộng giỏi lắm. 4 20 với 6 hàng nữa. Thế là nói về số với ông. Đúng cái bột mặt này nó phải tiên lại chèn vào nhau nhá. Mình chỉ có một cái vỗ và mông vải này là vỗ tốt này. Đấy. Hơn 1.000 kiện vừa rồi anh vỗ liên tục còn gì nữa. Tình cái nào vỗ chứ. Vỗ mà không được thì đạp ấy. Hả? Vỗ mà không được thì đạp.
túm tóc đặt tay đắt tới tấp. Trên tay giờ yếu đặt. Bộ thôi. Hết rồi. Còn 2, 4, 6, 7 kiện nữa thôi. Chưa mới được có 3, chưa được 4 hả? Còn 10 khối nữa. Thôi thế thôi thoải mái. Vô tư. 11 khối nữa gì? Vâng. 11 khối thì bằng như này. Cái này là 5 hàng. Ôi cái này có khi phải thừa đến... Kia bà ai mà làm nốt cho xong. 5 hàng rồi. 5 hàng nhân với 20. Đó là 80. 5. Không nhưng mà ông lại có khối này chặt đôi, có hàng chặt đôi. Chồng vào một chiếc đi anh ơi, chồng vào một chiếc đi bốn vào rồi không? Năm năm anh không nhau vào không? Không nhưng mà. Cái gì là vừa bao nhiêu viên? Lẻ bao nhiêu viên là 25. Cả dọc là 25. Cái này là... Lẻ 3 viên hả? Lẻ 3 viên. Xong. 5 hàng bằng cái lẻ 3 viên là 7 hàng thôi. Không chứ sức sức lẻ 3 viên thì là... 2,7 hả? Cả 11 khối nữa. Hết rồi anh ơi. Hết rồi, hết rồi. Được mấy cái không? Cái này như cái này.